Không biết mình đã thực sự được cứu chưa, nhưng chúng ta có thể nhận lại sự vui mừng qua việc quyết định thờ phượng để ở trong sự nhân từ của Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta thờ phượng Ngài, trên vui mừng của chúng ta được tái đổ đời và chúng ta trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy Esai 12 câu 3 cũng nói cho chúng ta để lập mạnh dạn trong đức tin của chúng ta, để đức tin chúng ta càng ngày càng đi lên trong vấn đề thờ phượng. Người khen Chúa là đấng mà chúng ta tôn cao, quy vinh hiển. Ở đây, vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ và múc nước nơi các nguồn sự sở cứu. Sai cũng nhấn mạnh cho chúng ta. Chúng ta trở nên mạnh mẽ, đủ để đối mặt các nan đề. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Gióp biết các con của mình đã bị mất, thì ông nói Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đấng thúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Gióp phần 1 câu 21. Trong câu tiếp theo rằng trong mỗi sự việc đó Gióp không phạm tội và chẳng nói gì điều xúc phạm đến Chúa Trời. Tấm lòng của ông đầy rẫy sự ngợi khen, bởi vì ông biết rằng Đức Chúa Trời đang tế tỷ. Sự thờ phượng của ông là sự thể hiện và sự tin cậy đó. Nếu chúng ta đặt một cái bình dưới một vòi nước mà cái bình đó sẽ đầy nước sạch, bụi bặm trong không khí sẽ không vào được. Bụi chỉ có thể bám vào bên trong những cái bình trống rỗng. Đối với chúng ta cũng bởi, nếu chúng ta tiếp tục vui mừng thì sẽ không có chỗ cho những lời nói và hành động tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Trong phần này thì chúng ta thấy nếu chúng ta đầy dẫy Chúa Trời, đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, đầy dẫy lòng, đầy dẫy lời của Ngài, thì các tội lỗi sẽ ra đi giống như cái bình nước mà chúng ta, nếu mà nước đầy trong cái bình thì các cặn bã bụi bặm không thể bám được. Chúa Giêsu là gương mẫu hoàn toàn của chúng ta, đã đứng trước mặt ngôi mộ và nói: Thưa Cha, con tạ ơn Cha vì đã nhận lời con. Giăng đoạn 11 câu 41. Sau đó Ngài phục hồi sự sống cho một người đã chết. Các sách phúc âm cũng đã đưa ra một số trường hợp về người bệnh mà đã nhận được sự chữa lành khi họ thờ phượng. Ai xách bình xuống để thờ phượng? Thưa đoạn 8 câu 2, Mác đoạn 7 câu 25, chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này thì chúng ta thấy oai nghi của Ngài. Này, có một người khung đến gần lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa cứng chắc có thể làm cho tôi sạch. Cảm ơn Chúa. Đây chúng ta thấy là người bị khung mà hỏi Chúa, nếu Chúa cứng tại sao họ lại hỏi. Nếu mà Chúa cứng và Chúa biết là tấm lòng của con người chúng ta thì luôn luôn phải ăn năn, luôn luôn phải trở trình với Chúa, giống như chúng ta ở đây tôi muốn là làm chứng cho quý vị. Nhưng mà tôi đi khám bệnh thì bác sĩ đăng lý họ phải đoán cái bệnh của mình, rồi họ khám họ nói phải bệnh của mình như thế này thế này, cuối cùng họ là hỏi ngược bệnh anh bệnh gì. Anh bệnh gì mà anh đã tới đây anh siêu âm? Tôi mới nói là tôi bị trong ngực hay là trong phổi, nó bị ho quá tụi tôi mới đến đây khám. Tại sao cô nói là không có hết bệnh? Thì ở đây thì Chúa chúng ta thấy được là Chúa chúng ta không hỏi như vậy, nhưng mà ông khung, người bị khung họ nói là nếu Chúa cứng thì bệnh sẽ được lành. Thì cảm ơn Chúa, nếu chúng ta tin vào Đức Chúa Trời thì chắc chắn cái bệnh đó sẽ được chữa lành. Ở đây chúng ta thấy được
Trong mắt đoạn bài câu 25 cũng tương tự như vậy. Chúa Giêsu là gương mẫu điều cao quý nhất và niềm vui lâu dài nhất của sự thờ phượng. Đó chính là chúng ta biết được về Cha Thiên Thượng nhiều hơn. Chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa Trời trong một cách đặc biệt khi chúng ta nhớ điều răn của Ngài để thờ phượng. Giam đoạn nhất trong nhất đoạn 3 câu 24 nói nếu chúng ta chữ điều răn của Ngài chúng ta là con cái của Ngài, nói rằng khi chúng ta giữ các điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ sống trong sự liên hiệp với Ngài. Khi chúng ta biết Đức Chúa Trời rõ hơn chúng ta sẽ tin cậy Ngài nhiều hơn. Chúng ta biết rằng sự thành tín của Ngài không hề chấm dứt. Chúng ta biết Ngài có thể có một kế hoạch cho cuộc đời chúng ta và chúng ta có thể yên nghĩ rằng Ngài đang tế trị mọi điều. Tuyệt vời làm sao khi chúng ta có được sự bảo đảm rằng tương lai của chúng ta ở trong tay Chúa ở trên đất này và trong suốt cuộc đời cõi đời đời. Thi Thiên 139 câu 7 đến câu 18 thì chúng ta cùng nhau mở Thi Thiên 139 câu 7 đến câu 18 để chúng ta đọc và chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa Trời cho mỗi một chúng ta như thế nào. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa nếu tôi lên trời Chúa ở tại đó. Vì tôi làm giới âm phủ thì Chúa cũng ở đó. Nhược bàng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi, nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa, vì chính Chúa nắm lên tâm thần tôi, diệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng lên trong sự kính, Chúa nán lên cách sáo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi sẽ biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Ấy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi, sai số các tư tưởng ấy thật lớn lao. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa. Ấy Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác. Ấy người huyết hãy đi khỏi ta. Cảm ơn Chúa trong Thi Thiên 139 từ câu 7 đến câu 18. Ở đây cũng ta thấy được cái sự quyền năng của Chúa. Sự ban cho cũng là một hành động thờ phượng và chúng ta đã thảo luận khi sứ đồ Phaolô đã nhận những món quà từ một nhóm tín hữu. Ông đã viết thư để bày tỏ lòng biết ơn và sự rộng lượng của ông. Ông đã nói trong Philip đoạn 4 câu 18 19: tôi đã nhận đầy đủ quà tặng của anh em từ Epaphroditus như một lễ vật và hương thơm một sinh tế được Đức Chúa Trời vui nhận và đẹp lòng cho trời. Tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Christ. Cảm ơn Chúa. Ở đây ông Phaolô ông nhận được một món quà mà Chúa Thánh đã cứu thế để ông được
về phần thể xác, thiếu về phần thể xác, nhu cầu về phần thể xác ông được nhận một phần quà là mấy anh em đồng hội thánh đã gửi tặng. Thì chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời là Đức đã kêu gọi chúng ta một chút vụ ta chút việc trong nhà Chúa. Chúng ta luôn luôn cảm ơn Chúa về sự kêu gọi của Ngài. Những lời này cho chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô cùng công nhận sự dâng hiến là một hành động thờ phượng. Ông cũng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho những người dâng hiến những lời của ông đã xác nhận lời hứa trong cựu ước mà Chúa Trời đã hứa. Hãy lấy điều này mà làm và thử ta xem ta có mở cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến mỗi ông chủ chưa chẳng. Mà chi đoạn 3 câu 10 cái vấn đề phước hại mà chúng ta dâng đó của cái chúng ta, đó là một cách chúng ta cũng thờ phượng Chúa bây giờ và mãi mãi. Phong vụ chương 8 kể cho câu chuyện khá thú vị về một quan chức chính quyền từ Ethiopia. Ông đã có một chuyến hành trình dài đến Jerusalem để thờ phượng. Khi đang ngồi trên xe ngựa trên đường về nhà, ông đã đọc Esai 53. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy tấm lòng rộng mở của ông mà sai Philip, một nhà truyền giáo, đến giúp ông. Philip đã chạy vượt qua xe mà hỏi người Ethiopia rằng: "Ông có hiểu những gì ông đọc đó không?" Ông ta nói với Philip rằng: "Nếu không có ai hướng dẫn, làm sao tôi hiểu được?" Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy nếu mà chúng ta học lời Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta không hỏi ý kiến, hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh của Ngài, thì chúng ta không thể hiểu được rõ ràng những sự bí ẩn trong Kinh Thánh. Chúng ta cũng phải học hỏi Đức Thánh Linh của Chúa và hỏi các vị mục sư mà chúng ta gần gũi nhất, chúng ta học và biết được lời của Chúa. Thì giống như ông hàn quan Ethiopia này với ông Philip đã trải nghiệm lời Kinh Thánh mà ông đang đọc để hiểu được anh cũng đọc tám câu 31. Philip đã lên xe và kể câu chuyện về Chúa Giêsu. Sau đó vị quan đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và được xem. Đây là bởi đức tin hàn quan này được. Rồi ông tiếp tục lên đường về nhà với lòng đầy rẫy sự vui mừng. Phong vụ đoạn 8 câu 39, sự đối khát thuộc linh của ông được giải quyết và những thắc mắc của ông đã được trả lời như là kết quả của từ giờ trò chuyện của ông về sự thờ phượng. Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho vị quan Ethiopia này được hơn 1.900 năm qua, Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta ngày nay. Ngài sẽ cho các câu trả lời mà chúng ta cần. Sau đó chúng ta sẽ thờ phượng Chúa, ngợi khen Ngài đã dẫn dắt chúng ta trong đường lối ngay thẳng, vì Ngài đã trung tín giữ lời hứa của Ngài. Sách Thi Ký đoạn 24 câu 26, cảm ơn Chúa, chúng ta thấy Chúa Trời chúng ta rất là vĩ đại, Chúa Trời chúng ta rất là thành tín. Nếu chúng ta không thành tín thì chúng ta vẫn thành tín. Xin Ngài giúp đỡ chúng ta tha thứ chúng ta để chúng ta đến với Chúa cách thờ phượng từ bây giờ và mãi mãi. Phần thứ hai mà chúng ta học được sáng nay là mục tiêu phạm vi thờ phượng. Phạm vi thờ phượng. Nhận biết hai hoạt động mà chúng ta sẽ làm ở trên thiên đàng. Chúng ta đã đi đến phần cuối tập tài liệu này nói về sự thờ phượng của Cơ Đốc nhân. Hầu hết chúng ta đều nắm được những lý do để thờ phượng và cách thờ phượng ảnh hưởng đến chúng ta là những cá nhân và các thành viên của Hội Thánh.
thân thể của Đấng Christ đều được chúng ta đã đọc, đã hiểu và đã kinh nghiệm. Cảm ơn Chúa trong phần đầu tiên phạm vi thờ phượng chúng ta cũng đã học một cuốn bài từ bài số 1 đến bài số 7. Chúng ta thấy thờ phượng cá nhân, thờ phượng bằng âm nhạc, thờ phượng nhiều cách mà Chúa cho chúng ta để chúng ta học được, để kinh nghiệm được. Mỗi lúc mỗi nơi chúng ta không phải thời gian thuận tiện mà thời gian không thuận, mà chúng ta thờ phượng ta luôn luôn có một tấm lòng, có một thái độ thờ phượng Chúa mỗi ngày mỗi giờ. Những lúc thì chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng. Tuy nhiên có những khía cạnh khác của sự thờ phượng mà chúng ta không thể hiểu được hoàn toàn. Một số nó được tìm thấy trong câu chuyện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cách khải hoàn, khi Ngài cưỡi một con lừa vào thành. Các môn đồ và đám đông dân chúng la lên chúc tụng vua nhân danh Chúa mà đến. Luca đoạn 19 câu 38 cũng là một câu kinh thánh đã mô tả cho chúng ta thấy. Một số người Pharisee đứng nhìn cảm thấy khó chịu với sự người khen của họ. Chúa Giêsu đáp rằng: Ta bảo các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Trong bối cảnh đó thì người Pharisee là người có thể làm cho Chúa Giêsu hơi bực bội, làm Chúa Giêsu không vui lòng. Thì họ nói là thì bảo các tín đồ của ngươi hãy im lặng. Thì Chúa Giêsu nói nếu mà họ im lặng thì chắc đá sẽ rêu lo rêu to. Thì ở đây chúng ta thấy, ta biết được đá có thể nói được mà con người chúng ta sao lại không tôn cao Ngài, sao lại không thờ phượng Ngài? Làm sao đá có thể kêu lên được? Chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến cho nó xảy ra nếu điều đó là thần cần thiết. Tuy nhiên ý nghĩa lớn hơn trong câu nói đó, câu nói của Chúa Giêsu đó là sự người khen là quan trọng. Sự thờ phượng không phải là một nghi thức tẻ nhạt mà là vuông và vô nghĩa. Đó là một sức mạnh siêu phàm có thể phá vỡ những vỏ bọc bề ngoài cứng cỏi nhất. Nếu chúng ta là những viên đá sống không người khen Chúa thì các loại đá khác sẽ phải người khen chân thành, có ý nghĩa quan trọng đối với Đức Chúa Trời và kế hoạch đời đời của Ngài. Thật vinh hạnh khi chúng ta được chịu phần. Có những điều mầu nhiệm hơn về sự người khen. Một trong số đó là một vụ người khen mà chúng ta có trên thiên đàng. Những đứa bé đặc biệt thích hỏi những câu hỏi về thiên đàng. Khi chúng ta ở đó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta mất đi những người thân yêu của mình? Và chúng ta cần biết chính xác điều gì đã xảy ra. Chúng ta cố gắng để trả lời cho đúng cách tốt nhất mà chúng ta có thể, nhưng lời lẽ của chúng ta không được rõ ràng. Chúng ta không biết phải nói gì. Kinh Thánh đã nói về thiên đàng. Chúa Giêsu đã nói với họ: Lòng các ngươi đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Đoạn 14 câu 1 câu 2 xác định cho chúng ta thiên đàng là một chỗ đặc biệt dành sẵn cho chúng ta. Không có chỗ nào tốt đẹp nhất trên đất này có thể so sánh được.
Bởi vì tội lỗi không thể có ở đó, tội lỗi sẽ phải đã phá hủy và làm hư hại tạo vật của Đức Chúa Trời. Nhưng trên thiên đàng tất cả sẽ được trong sạch và tinh khiết. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt của mọi người, không còn có sự đau buồn, khóc lóc và sự đau đớn nữa. Hay huyền đoạn 24 à 21 câu 4. Điều gì sẽ có ở đó? Sự vui mừng và sự ngợi khen, bởi vì sự chiến thắng của chúng ta sẽ được hoàn tất. Ôn tu nhất đoạn 15 câu 54. Chúng ta cùng nhau đọc là Ôn tu nhất đoạn 15 câu 54. Khi nào thế hai hư nát này mặc lấy sự không hai hư nát, thế hai chết này mặc lấy sự không hai chết, thì thì được ứng nghiệm lời kinh thánh như rằng sự chết đã nuốt mất sự tàn xin lỗi, sự chết đã bị nuốt mất trong sự tàn. Ở đây ông Paulo ông cũng nhấn mạnh sự thắng là luôn luôn tồn tại, sự chết không bao giờ thắng được sự sống. Trong Tesaloka nhất đoạn 4 câu 17 đưa cho chúng ta kể đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúng ta sẽ làm gì ở đó? Không chút nghi ngờ, Chúa Trời có những điều ngạc nhiên tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta. Hầu hết trong số đó, Ngài chưa thể nói cho chúng ta biết. Ngài bây giờ là con người, chúng ta không có khả năng để hiểu thấu những điều trong của đời đời. Nhưng có hai hoạt động mà chắc chắn chúng ta phải làm, và chúng ta biết được hai hoạt động đó này trong Khải Huyền: Ngai của Đức Chúa Trời và ngai trên con sẽ ở trong thành, và các đời tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài. Đêm sẽ không còn nữa và người ta không còn cần đến ánh sáng đèn hai mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ và họ sẽ trị vì đời đời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta trong Thái Huyền đã mô tả cho chúng ta thấy Kinh Thánh nói cho chúng ta rất rõ ràng. Thờ vượng là lẽ nào chúng ta không thờ vượng? Khi tạo vật ở trên thiên đàng đang ca hát và ngợi khen Chúa, chúng ta cũng sẽ làm như thế khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu, và chúng ta hoàn toàn hiểu được cái giá trị mà Ngài đã trả thay cho cho sự cứu rỗi của chúng ta. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ sấp mình xuống trong sự yêu thương và tôn kính khi chúng ta nhìn về phía trước và nhận biết rằng thiên đàng là nơi ở đời đời chúng ta. Sự tạ ơn của chúng ta sẽ không còn giới hạn. Chúng ta phải ngợi khen Chúa. Trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa mới đọc, sự ngợi khen phải đến trước, và tôi tin rằng nó sẽ đến đầu tiên ở thiên đàng. Chúng ta cũng sẽ được ban cho những điều khác để làm. Chúng ta được cai trị như những vị vua đời đời và mãi mãi. Xem Khải Huyền đoạn 5 câu 6 toàn. Những vị vua để làm việc chứ không phải để ngồi trên ngai. Họ có trách nhiệm, có lẽ khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ thiên đàng chỉ là một
một túi áo và không có gì để làm, phục vụ là làm cho hài lòng và phục vụ Đức Chúa Trời là sự làm hài lòng vĩ đại nhất. Vì những vị vua này cũng có cơ hội và họ có những nguồn tài nguyên để khai thác của cải nhiều hơn những gì họ cần được chất chứa trong họ. Lẽ nào Đức Chúa Trời của thiên đàng lại không cung cấp cho chúng ta bất cứ những gì chúng ta cần? Có nếu chúng ta đồng thị với Ngài, có lẽ chúng ta sẽ được ban cho cơ hội để khám phá vũ trụ. Chúng ta sẽ đi tham quan dải ngân hà với hàng tỷ ngôi sao trong đó. Nào ai có thể đếm hết được? Tôi nghe mọi tạo vật trên trời dưới đất, bên dưới đất, trong biển và tất cả mọi vật trong các nơi ấy đều nói rằng: chúc cho đấng ngồi trên ngai và trên con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời. Hãy huyền đàn năng câu 13. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã học được phần bài số 8 mà chúng ta thấy được hưởng bây giờ và mãi mãi. Thì một bài học rất là thúc giục tấm lòng chúng ta để chúng ta tôn cao Ngài, quy vinh hiển của Ngài, không những bây giờ mà mãi mãi. Chúng ta xác định được vị trí phạm vi chúng ta thờ phượng, đó là nơi thiên đàng, là cuộc sống, đức tin của chúng ta sau này, và tin rằng chúng ta sẽ vào vương quốc cai trị, đồng cai trị với Ngài. Đó là bởi đức tin chúng ta, chứ chúng ta tin Chúa từ mà trong thời điểm cơ hội mà chúng ta còn sống trong trần gian này, tin trong việc hưởng Chúa, cũng tin trong công việc mà kiếm mặt Ngài. Cảm ơn Chúa, sáng nay chúng ta đã học xong phần bài số 8, quyển số 10. Bài học này từ cảm ơn Chúa, tôi có bài học này giúp chúng ta hiểu được về sự thờ phượng Chúa, không dùng một ngày, hai ngày. Bây giờ con cái là người cái, chúng ta luôn luôn thờ phượng Chúa, tìm kiếm mà luôn luôn. Xin là quý vị sư phần chúc thêm, chúng ta mở rộng thêm để có thể hiểu biết còn vấn đề thờ phượng Chúa bây giờ và mãi mãi. Chúa xin hẹn trở lại người hướng dẫn. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Ca Với đã hướng dẫn chúng ta bài học cuối cùng của sách của tập 10. Sự thờ phượng rất quan trọng cho mỗi một chức vụ của chúng ta và cả tín đồ là những người tin Chúa. Đó là một điều Chúa muốn tạo dựng chúng ta, không phải làm gì, tạo dựng chúng ta để chúng ta thờ phượng Chúa và tất cả những con cái Chúa sống, đang sống, sống để ngợi khen và thờ phượng Chúa mỗi ngày. Giống như bài học sáng hôm nay, chúng ta dâng hiến cũng là thờ phượng Chúa. Trên phần thứ nhất của ở đây có chất trong Thi Thiên 8, 89, 15 đến 17, rất là tốt, rất là hữu ích. Phước cho dân tộc nào biết cất tiếng reo mừng lại Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hàng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, nhờ sự công chính của Ngài. Họ đã tôn cao vì chính Chúa là vinh quang của sức mạnh họ. Nhờ ơn Chúa, sừng của chúng con trở nên ngước lên cao. Đó. Và tất cả mọi sự tôi cũng thấy một điều ở trong thiên đàng lúc mà Chúa kêu gọi đó, thì tôi được mời đi nghĩa vụ. Khi đi nghĩa vụ, có một người bưng tôi lên trên thiên đàng, có một cái bệnh viện. Bệnh viện đó là, và tôi qua phòng bên phải, tôi thấy một cái áo tướng quân. Áo đó không phải là tướng như như là quân ở Việt ở xã hội thế giới trần gian này, áo dài, nhưng mà ở trên đầu gối của ông này là có một cái súng. Súng này là đèn pin. Súng này giống như đèn pin thẳng.
Rồi khi tôi lục coi tôi sợ rồi người này bước từ phòng bên trong ra nữa là tôi thấy là tôi nói là nên tôi xót đồ người ta bởi rồi rồi thấy thấy hình ảnh người này giống Chúa Giêsu. Ông này nói là con đến đây rồi hả, đến đây rồi hả, tôi nói là dạ con đến đây rồi, bây giờ con qua bên kia để bác sĩ khám. Rồi tôi vô phòng kia bác sĩ nhiều lắm nhưng mà bác sĩ nó bộ mặt giống nhau hết, không nhận ai hết mà mặc áo trắng. Rồi tôi nhìn bên phía bên tay trái tôi là toàn là những thiên sứ đang hát ngợi khen Chúa, giống như là thác ào 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 như vậy. Và lúc ấy thì họ họ khám tôi xong á là họ họ cho tôi gặp lại ông tướng quân họ đã gặp đầu tiên. Rồi tôi đến nhà ông tướng quân này thì ông tướng quân là ồ con đã được được trúng tuyển đi bộ đội rồi đó. Rồi tôi khóc, anh tôi được tha còn tôi thì không không được tha về được. Tôi khóc khóc xong ông tướng quân nó không con đừng có khóc này, cho con biết nha, ở đây là ở chỗ nào và ở dưới kia là ở chỗ nào. Rồi người tướng quân này nó bưng tôi một cánh tay như vậy, ấp tôi trong trong ngực như vậy, từ từ thiên đàng xuống đó, từ thiên đàng xuống đây này, đây là quê hương của các con này. Rồi tôi đưa con lên thiên đàng như thế nào, người tướng quân này hướng dẫn tôi về thiên đàng nữa đó. Con không khóc đâu, vui mừng lắm. Và tôi làm chứng điều đó là tôi thấy cái ngợi khen của Chúa ở trong thiên đàng không phải là như chúng ta thờ phượng đâu. Cho nên cảm ơn Chúa, sáng hôm nay qua lời Chúa mình thì giờ thì quá ít, nên sáng hôm nay thưa quý mục sư, qua bài học sáng hôm nay chúng ta về suy gẫm lại nhiều cái hay, rất là hay và rất là hữu ích cho chúng ta trong sự thờ phượng và ngợi khen.